Nếu là tôi ấy, tôi sẽ chọn phương án 2. Lý do? Anh còn phải hỏi. Nếu phương án 2 thì sẽ đi qua núi Kình Sơn. Phong cảnh ở đấy tuyệt đẹp. Rồi qua cả bản Cái Hương. Văn hóa đặc sắc chợ phiên bậc nhất của vùng này. Núi non phong cảnh thật là hữu tình. Các anh đùa tôi đấy à? Anh mới là người thích đùa. Chủ trương làm Hòa Đông 2 là để kích thích tiềm năng phát triển dân sinh, kinh tế phía Tây của tỉnh. Tuyến 2 này là đi qua khu sinh thái nhà anh, phải không anh Chính? Cái gì mà của tôi, của Trung, của chúng ta? Có phải không anh Đức nhỉ? Cậu cứ làm giấy mời, gửi văn phòng tỉnh ủy, mời lãnh đạo tỉnh ủy tới dự buổi khởi công cho nó trang trọng nhé. Vâng ạ. Mà này, sao cậu biết anh Bình đi Hà Nội họp về vấn đề nhân sự? Đấy là nguồn tin của ông anh em ở trên Trung ương. Anh ấy có nói sẽ lên đây. Lúc nào anh lên, anh tiếp anh ấy giúp em ạ. Lẽ ra cậu phải mời anh ấy sớm chứ lại. Còn về Phó Bí Thư Hà, theo tôi biết, ông chú bên đằng chồng có gom hơn chục hecta đất nằm giữa Đầm Vạc và núi Kình Sơn. Cô ấy là người nguyên tắc, nhưng cậu đừng có câu nệ. Giúp được gì thì cứ giúp nhé. Ở đấy người ta trả cho chị một tháng bao nhiêu tiền? 20 triệu. Chị hiểu rồi. Họ là vì em nên mới trả lương cao cho chị. Em nghĩ bây giờ chuyện đã như thế rồi, tốt nhất là mình cứ nên chủ động xin nghỉ trước. Nhưng mà bây giờ tìm được một việc tốt như thế khó lắm. Em biết làm thế này là khó cho chị. Nhưng mà coi như là chị vì em đi. Em hứa sẽ tìm việc khác cho chị. Có thể là lương sẽ không cao bằng, nhưng chắc chắn em sẽ tìm được. Người Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con thì mẹ mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài miễn tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn bắt. Win-win, đôi bên cùng có lợi.